Ngày 1 tháng 1 năm 2023, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Hữu Tài, hay gọi là Tí Mèo, sinh năm 1996 và Trần Quang Bình, sinh năm 1976, cùng ngụ huyện Bình Chánh, Vũ Trường Phi Long, sinh năm 1986, ngụ huyện Bình Chánh, để điều tra về hành vi tàn trữ, mua bán pháo nổ. Trước đó, chiều ngày 31 tháng 12 năm 2022, trinh sát công an huyện Bình Chánh tuần tra ở giao lộ đường Đinh Đức Thiện, Quốc lộ 1A, ấp 1, xã Bình Chánh thì phát hiện tài đang vận chuyển pháo nổ. Qua kiểm tra công an thu giữ 20 bịch pháo bi, 3 hộp pháo nổ. Từ lời khai công an ập vào căn nhà ở ấp 1 bắt giữ Bình và thu giữ thêm 43 bịch pháo bi, 5 bịch pháo nổ. Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2022, Công an huyện Bình Chánh đã ập vào căn nhà ở ấp 6, xã Lê Minh Xuân, bắt quả tang Long cùng vợ có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Qua kiểm tra, Công an thu giữ 249 hộp pháo hoa nổ. Qua làm việc, Long thừa nhận số pháo hoa nổ trên là của mình. Qua giám định toàn bộ tăng vật là pháo nổ với trọng lượng là gần 450 kg. Hay mới đây, trưa ngày 28 tháng 12, trinh sát công an quận Phú Nhuận đi tuần tra trên địa bàn thì phát hiện Phạm Đình Minh Cảnh, sinh năm 2000, ngụ quận Bình Tân, lái xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra thì phát hiện Cảnh mang theo 14 hộp pháo hoa và 522 viên pháo bi nên đưa về trụ sở. Qua giám định, công an định tăng vật trên tất cả là pháo nổ, trọng lượng 30,8 kg. Tại công an, Cảnh khai mua số pháo nổ trên từ biên giới và mang đi bán cho khách để kiếm lời. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phần lớn các đối tượng buôn pháo thường mua số lượng lớn đưa về thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ, nhằm tránh bị công an phát hiện bắt giữ thì các đối tượng chia số lượng pháo cất giấu ở nhiều nơi. Một số trường hợp khi công an bắt giữ thì cũng chỉ xử phạt hành chính do lượng pháo nổ không đủ căn cứ xử lý hình sự. Vì thế, việc triệt phá bắt giữ các đối tượng buôn bán pháo nổ là hết sức khó khăn. Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không sản xuất, tàn trữ, mua bán để không gây nguy hiểm cho tính mạng và vi phạm pháp luật. Đồng thời, Công an thành phố Hồ Chí Minh cương quyết xử lý nghiêm với hành vi mua bán, tàn trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và đấu tranh ngăn chặn các vụ buôn lậu pháo nổ từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán 2023.